Chào các bạn đã quay trở lại với đồng hồ cũ.vn. Hôm nay thì mình có về một chiếc đồng hồ cũ khá là dễ đeo, một chiếc Orient Bambino với các cái cọc số kiểu học trò. Chiếc này mã cụ thể nó là RAAC0001S10B. Thuộc dòng Bambino nên nó có kính cong đặc trưng. Đồng hồ về đến tay mình thì không còn hộp sách, thẻ bảo hành gì cả, chỉ còn một đồng hồ thôi. Chúng ta có đây là một cái dây nguyên bản của Orient. Bạn có thể thấy logo đây. Dây thì chắc đeo khoảng chắc hơn năm rồi. Mặt sau dây đen, mặt trước thì còn tình trạng ok. Khóa Orient. Và mặt sau thì khi chúng ta ngửa ra thì nó có thể hơi có các cái vết dạn. Nói chung là có thể đeo được tối đa khoảng 1 năm nữa thôi. Rồi, chiếc này thì khá là dễ đeo, cỡ mặt chỉ 40 thôi. Nên có thể vừa các cái cổ tay nhỏ. Như cổ tay mình đây là cổ tay 15.5, có thể đeo vừa. Đấy. Cổ tay ai từ 16 trở lên là có thể đeo rất là đẹp rồi. Và có thể dùng cho dân công sở. Tốt nhất là nên sử dụng dân công sở với các dân đi công trình thì mình nên hạn chế, vì cái con này là, nó là mặt kính cong. Đi công trình va chạm nhiều thì có thể là gây xước và kính cong. Rồi, tình trạng cụ thể của đồng hồ. Ok, đầu tiên thì mặt kính đồng hồ chúng ta mặt kính cong và thực tế ra thì nó sẽ không thể tránh khỏi các vết xước dầm. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì các vết xước mà khi mà nhìn khá là khó phát hiện ra. Mà khi nhìn bên ngoài thực tế với các cái ánh sáng thay đổi thì chúng ta có khá nhiều các vết xước dăm ở đây. Khá nhiều cái vết xước dăm. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nhìn cách khoảng 30 đến 40 cm thì gần như sẽ không nhìn thấy các vết xước. Các vết xước dăm. Shop thì cũng chưa có ý định đánh bóng qua các cái vết xước này vì nó thực tế là nó không ảnh hưởng gì đến cái độ thẩm mỹ của đồng hồ. Mình không có can thiệp vào cái đấy. Rồi, vỏ đồng hồ ta có vết cấn ở bên cạnh ở đây. Đấy. Vì đó là mạ và lớp mạ khá cứng nên nó gần như là không có các cái vết xước dăm. Không có cái vết xước dăm. Đấy. Và trên vỏ thì cái vết rõ nhất của chúng ta là nhìn thấy có thể cái vết cấn ở đây. Các phần cạnh còn trong tình trạng rất là tốt. Phần đáy chúng ta có các cái thông số đây. Đầu tiên các bạn để thấy là chiếc này là trang bị máy F6724 và trên trang của hãng thì nó sẽ sử dụng 22 chân kính, tần số là 21.600 với 40 giờ tích cóp. Chiếc này có cót tay Epson Seiko Japan Movement Water Resist. Chiếc này chỉ water resist thôi, nghĩa là chống nước chỉ tới tầm khoảng 30 m, chịu được rửa tay hoặc dính mưa. Đấy. Và thực tế là các đồng hồ dưới da thì cũng không khuyến khích cái việc chống nước sâu, vì sử dụng với nước nhiều thì các dây rất dễ là bị hỏng. Rồi, khi đến tay mình thì bên mình đã nhờ thợ căn chỉnh và lau dầu để các bạn có thể yên tâm khi sử dụng. Rồi, chiếc này thì nó có cót tay. Có cót tay, rút lúm từng kim dây. Mình sẽ chỉnh xem nó có nhảy lịch chính xác không. Ok, nhảy lịch. Được chỉnh giờ hoặc chỉnh lịch là lúm rất là chắc chắn. Và các cái lớp là rõ ràng. Lúm chúng ta là lúm to và có logo của Orient. Lúm rất dễ chỉnh giờ. Giá mới của chiếc đồng hồ này thì có khá nhiều giá. Nếu mà các bạn mua hàng chính hãng ở Việt Nam thì giá nó sẽ rơi tầm khoảng 6 triệu đến 7 triệu. Đấy.
hoặc là có thể thấp hơn nhưng tùy từng cửa hàng. Nếu mà sách tay thì nó sẽ rơi tầm khoảng 4 triệu. Đấy, và chiếc này thì trong tình trạng nói chung là chấp nhận được, dây nguyên bản, khóa nguyên bản và đã được căn chỉnh lau dầu. Vết bán chỉ rơi tầm khoảng 1 phần 3 so với giá niêm yết mới tại Việt Nam. Nếu các bạn quan tâm và tìm mua một chiếc đồng hồ thì dễ đeo thì có thể là nhắn tin cho shop hoặc là Zalo cho shop qua số điện thoại ở góc dưới bên tay phải màn hình. Xin cảm ơn các bạn.